Mật à, tại làm sao thế? Mẹ mày hai con đương sự này. Mày nhìn xem. Mày nhìn đi. Mày nhìn nó đi. Mày nhìn cái mắt nó đi. Hả? Cắn. Cắn nó. Ôi dồi ôi dồi. Không sao 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 không đánh con. Không đánh con. Sợ quá, khổ thân chưa, sợ quá. Mày nhìn mắt nó đi. Mày nhìn đây này. Này mày nhìn đi. Mày nhìn cái mắt nó đi này. Hả? Sao mày cắn nó? Hả? Mày to sao mày cắn nó? Mày to gấp mấy lần nó mà mày cắn nó? Ơ à, thôi không 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 đánh. Không, không đánh, đang đánh anh mệt. Đang đánh anh mệt, đang chơi anh mệt. Mày cắn nó, mày cắn nó. Mày hả? Mày nhìn đây này. Mày nhìn đi, mày nhìn cái mắt nó đi. À, tại làm sao thế? Còn con quýt. Tại hả? Tại làm sao mà mày bé mà mày đánh anh thế? Hả? Mày không có lỗi cơ chứ không phải một mình nó. Ở cái shop này mày không chứa bất cứ con nào, mày không biết sợ con nào cơ mà. À, mày xông ra khỏi trường mày đánh nó trước cơ mà, đúng không? Mày nhìn cái mắt mày đi này. Mày tên là Quýt mà giờ mắt mày xanh như quả quýt luôn, không khác gì luôn. Nhìn đi. Có nhận ra được nữa không? Hả? À, còn con mật. Nó đành hanh nhưng mà mày to hơn sao mày không nhường nó? Hả? À, mày nhường nó một tí cũng được à? Hả? À? Một thằng mù mắt, một thằng được quay chân. Nghịch lắm, nghịch lắm. Con này nữa, con này nữa. Không ngoan đâu. Mày cắn cho sưng mắt ở đây là không ngoan đâu nhá. Còn thằng này nữa. Nuôi ăn rửa mỡ rồi. Cắn nhau, ôi trời, khổ, 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 có đánh con đâu, khổ. Lần sau nhá, mà cắn nó thì thấy may rồi, không cắn chết nghe chưa. Đạp lồng ra, đạp lồng ra, xong rồi đánh hanh cơ. Gặp con nào cũng đánh, gặp con nào cũng đánh. Đấy, bây giờ nhìn mù mắt chưa? Hả? Nhìn cái mắt này kìa, kinh chưa? Ghê không? Quay sang đây. Mặt quay sang đây. Không được cắn nhau nữa nghe chưa? Nghe chưa? Cắn nhau tao đánh cả hai nghe chưa? Nghe chưa? Được. Một lần nữa mày cắn nó mày chết nhé. Nó có đánh hanh mày cũng phải nhường nó. Tại vì nó bé hơn. To như thế này còn gì nữa? Hả? Ai đánh lại được con? Hư lắm. Không cắn nhau nữa nghe chưa? Con này nó không đánh anh nữa nghe chưa? Bắt tay. Cầm tay đi. Mặt quay mặt đây. Làm sao mà mày cầm tay mà mày lườm nó? Hả? Sao mày cầm tay nó mà mặt nó lườm nó kìa? Mày nhìn nó đây này. Mày nhìn đây này. Mày nhìn em kìa. Để tay lên đây. Đồng hòa với em. Để im đấy. Con này đưa tay đây. Đào hoa chưa? Quay đây. Quýt quay sang đây. Nhìn anh này. Nhìn anh này, không trêu anh nữa nhá. Không đánh hành với anh nữa nghe chưa? Không lần sau là tao cho nó cắn mày thật luôn đấy. Tao không ca ra đâu đấy. Bướng. Con mập. Một con này còi. Đánh nhau. Mày đặt đánh nhau. Ngoan nghe chưa?